thân thương, mến chào và gửi lời chào sức khỏe đến các bạn và gia đình. Cũng một tâm tình cho chính mình và tâm sự với các bạn. Hôm nay trời rất đẹp, ánh nắng rất vàng, dịu dàng và bầu trời rất xanh biếc. Lòng mình ngồi lặng với ly cà phê, bỗng có một chút gì đó cảm hứng trong lòng. Có ai có không? Tôi cho tôi mượn một bờ vai. À, cuộc sống chúng ta có mệt mỏi, có sợ mình gấp ngã hay như thế nào đi nữa? Tại sao dòng đời cứ vẫn trôi? Chẳng ai cho ta thấy cảm giác nơi bình yên. Không gì hơn là chúng ta ngồi nhìn trời, nhìn đất, thinh lặng, và với những lúc chúng ta đang buồn vui, lặng một mình, lặng lẽ một mình, bên mình với một ly cà phê có đầy đủ mùi vị đắng cay ngọt và cảm giác khi chúng ta thưởng thức nó, phải không các bạn? Có bao giờ chúng ta lặng lẽ một mình để cảm nhận ra cuộc sống này chẳng có điều gì để tôi chờ đợi cho ngày mai, nhưng ngày mai vẫn đợi tôi, để tôi vẫn sống, để tôi vẫn mơ, để tôi vẫn hy vọng vào những điều tốt đẹp. Nếu ta có hạnh phúc, có cô đơn, tháng ngày vẫn đợi ta, yêu thương sẽ đông đầy và chan chứa để chúng ta biết san sẻ cho nhau, phải không các bạn? Hạnh phúc là như vậy. Hết những ngày mưa rồi nắng, bao giờ trời lại sáng. Hãy tận hưởng những gì chúng ta đang có. Sống ở trên đời này, chẳng có ai mà không cần có một bờ vai, phải không các bạn? Bờ vai để chúng ta nương tựa nhau, bờ vai để cho chúng ta có thỏ lẻ một điều gì đó. Trong tuần qua, Khánh Duy cũng nhận 1, 2, 3 tin buồn của những người bạn đã ra đi. Thật cuộc sống này rất vô thường. Cuộc sống này mỗi chúng ta như là một người lữ khách đến quán trọ này rồi đến quán trọ kia. Tuổi thanh xuân cũng sẽ trôi qua mau. Làm sao ta nối kéo lại tuổi thanh xuân? Vì cuộc sống là như vậy. Cho nên cũng có người nói 100 năm thế nào là hữu hạn. Chốn trần gian ai rồi cũng sẽ già. Bàn tay yêu thương thêm một ngày mà chúng ta hãy nắm chặt nó. Lỡ mai này chúng ta ra đi, phải rời xa, cũng chẳng có gì để lại ngoài bằng yêu thương và trái tim. Cuộc sống rất vô thường, phải không các bạn? Rồi một ngày chúng ta cũng sẽ nhận ra rằng tay nắm mắt lại chỉ còn lại là những tiếc yêu thương, thương tiếc vô hạn cho những người còn ở lại. Thôi thì khi chúng ta còn sống, hãy sống thật tốt. Hãy để lại cho đời những hình ảnh, những lời nói, những việc làm cụ thể bằng yêu thương, để khi ta ra đi, hình ảnh ấy sẽ mãi mãi trong tim của những người thân yêu và những người chúng ta yêu thương. Một chút dài dòng của một ngày nắng đẹp, của những ngày chúng ta đang đi ngựa hành trình của mùa chay năm 2022. Vẫn lời cầu chúc cho các bạn có những ngày còn lại của mùa chay. Hãy nghĩ về cuộc đời của mình, hãy sống cho tốt, hãy làm điều gì mình thích nhất, và hãy san sẻ những gì mình có để cuộc sống này rất đẹp, và để rồi vô thường sẽ là yêu thương bằng trái tim. Xin cầu chúc cho tất cả các bạn có thật nhiều niềm vui, sức khỏe và đông đầy niềm hy vọng trong cuộc sống. Xin hẹn lại với các bạn một tâm tình ngẫu hứng nào đó, vu vơ, lượm lặt đây đó,
để chia sẻ cho chính mình và chia sẻ cho mọi người, được không các bạn? Xin hẹn lại với các bạn trong những tâm tình ngẫu hứng của cuộc sống. Cuộc sống rất bình thường lắm các bạn ơi.